Gì nhỉ? Đúng. Hay rồi. Hôm nay cô muốn dạy cái gì? Hôm nay mình với thầy Dũng sẽ dạy mọi người ba ngữ pháp, đó là về đi tokoro datta, to itte ta và un datte. Utte mà un datte ですね. Không biết mọi người nghe thấy ba ngữ pháp này chưa nhỉ? Đầu tiên là cái về đi tokoro datta nhá. Xa thế, sao nhỉ? Đầu tiên là về đi tokoro datta nhá. Thì chắc là trong Minna mọi người nghe thấy về đi tokoro desu hay là về ta tokoro desu, về tei đi tokoro desu là cái gì nhỉ thầy nhỉ? Về đi tokoro là gì nhỉ? Chuẩn bị sắp cái gì đó đúng không? Nó thường hay đi với kore kara đúng không? Em chuẩn bị nấu cơm đúng không? Ima gohan wo tsukuru tokoro. Về với tei đi tokoro là em đang làm gì đó đúng không? Ví dụ như kiểu bây giờ là tokoro là vừa gì nhỉ? Vừa mới bắt đầu xong đúng không? Jugyo owatta tokoro desu. Tuy nhiên mẫu câu ngày hôm nay là veru hay là venai đúng không? Tokoro datta có nghĩa là gì? Có nghĩa là suýt nữa thì thế nào đó đúng không? Ví dụ suýt nữa thì chết chẳng hạn. À, sinu tokoro datta. Nè. Đúng không? Hay là như là gì nhỉ? Mọi người biết từ damasu nhỉ? Lừa đúng không? Suýt nữa bị lừa là damasareru tokoro datta. Nè. Damasareru tokoro datta. Ok. Hay là gì ấy nhỉ? Suýt ngã thì nó là korobu tokoro datta. Vừa nãy suýt ngã đúng không? Suýt thì bị hôn. Kisu sareru tokoro datta. Kisu sareru tokoro datta. Hay là đang định đi ngủ đúng không? Đang định đi ngủ thì được người yêu nhắn tin đến em bảo em đang định đi em xin nữa em ngủ mất. Neru tokoro datta. Tất cả nhé. Xin nữa thì gì? Đâm xe á, chết chóc ở đây. Jiko ni au tokoro datta ne. Ví dụ như là suýt nữa thì bị gặp tai nạn. Ừ, đúng không? Morasu tokoro datta. Tí đáy dầm đúng không? Kaze ni naru tokoro datta. Suýt bị về Việt Nam. Suýt đẹp chắc. Thế thì nhỉ? Bị cho về Việt Nam. Kaeraseru. Cũng được. Kaeraseraru tokoro datta. Suýt ngất kìa. Suýt ngất là gì? Tháo đi được tokoro datta ですね. Chết bị chết đuối. Obore được. Obore được tokoro datta. May thế mình vẫn nhớ từ đấy. học tiếp nha. Ok. Bây giờ chúng ta chuyển sang mẫu ngữ pháp mới. Đó là mẫu ngữ pháp gì cô Thành? Mẫu ngữ pháp tiếp theo là mình muốn dạy là to itte ta. Nhìn bị ngược không? Không ngược đâu. To itte ta. To itte ta ですね. Thì trong Minna nhá. Khi mà trích dẫn một câu nói của ai đó là này là gì to itte imashita, thì bây giờ trong văn nói thì mình có thể nói ngắn gọn là to itte ta. Ví dụ đi. Ví dụ như là con bé đó nói là nó bảo là ngày mai nó không đi. Ashita ikanai to itte ta. Tuy nhiên này, cái quan trọng ngày hôm nay đó là gì nhỉ? Mình sẽ dạy các bạn mẫu gì nhỉ? Utte desu ne, utte. Tức là chữ tố này nó sẽ thay bằng utte desu ne. Ví dụ là Ashita ikanai te itte ta. Ashita ikanai te itte ta. Ok. Thế nhưng trong văn nói gì nhỉ? Chúng ta bỏ cả itte ta đi nhớ chưa? Bỏ cả itte ta đi. Ok. Thì chúng ta sẽ nói là Ashita ikanai te. Thì coi như chúng ta mặc định cái câu nói này tương đương này. Nó bảo là nhé. Hay là gì nhỉ? Người ta bảo là cái gì đó. Ok. Ví dụ như là休むって。韓国に戻るって。Nhắc lại lời nói của một ai đó thì chúng ta dùng cái mẫu này đơn giản. Nó vào nào? Là ok. いいですか? Hai, ok ですね. Tiếp theo. Chúng ta sẽ bước vào một mẫu thứ hai đó là gì? Ưn đạt tệ. Các bạn đọc là 26 rồi đúng không? Cách kết hợp đơn giản là cứ ưn đạt tệ ですね. Ưn đạt tệ. Thì cái mẫu này tương đương với gì? Có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất cũng tương đương với mẫu câu vừa nãy đó là chữ nhỏ t nhận chưa? Cũng là nó bảo là nhé. Nó bảo là. Okay. Ví dụ là Asta ikanai datte.
đúng không? Nó bảo là ngày mai nó không đi đâu, hay là nó bảo không ăn đâu, đúng không? Tao bên anh đặt tệ. Đúng không? Hay là thầy Park bảo thầy nặng 150 cân. Park sensei wa taijū no taijū wa 100 kilo. 100 kilo nan datte? 105 nan datte? 105 nan datte? 105 kilo? 105 kilo. Nghe nói là cô Thanh gì à, cuối năm sẽ cưới chẳng hạn, đúng không? Điều người ta sẽ nói là Thanh sensei wa nen matsu ni kekkon suru n datte. Uso. Chigaimasu. Nên là mô やらない. Nên là gì nhỉ? Omedetou. Nghe nói cô Hiền là gì nhỉ? Đã yêu gì thầy Xin chẳng hạn, đúng không? Đúng không? Nghe nói thôi, đúng không? Bây giờ mình ra được câu rồi. Hiền sang wa Xin Xin sensei ni tsukiatte run datte. Mình đặt câu như thế thôi đấy nhé. So desu yo. Yoha sensei. Yoha sensei Vietnam jin no otoko to tsukiatte run datte. Shoukai shite. Đúng không? Nghe nói cô Yoha gì nhỉ? Đang yêu một anh chàng Việt Nam đẹp trai nào đó, đúng không? Không bao ạ. Cô đấy gì cả nè. Mấy cái ví dụ luôn, mấy cái ví dụ vừa nãy à? Ví dụ á? Bố em bảo thế nào đây? Nè, cô đặt câu đi. Ví dụ như là bố bảo, mọi người đặt câu luôn nhá. Bố bảo là con đừng có lấy chồng vội, nó như thế nào? Bố cáo. 3, 2, 1, ok. Hayame ni kekkon shinai. Kekkon shinai tte. Shinai tte. Tô sang ga ite ta. Khi mà muốn nói, khi mà mình muốn hiểu rõ là cái câu đó là của ai nói, đúng không, thì chúng ta phải thêm là người đó sang ga desu ne. Ví dụ tô sang ga desu ne. Tô sang ga ite ta. Hay là câu gì nữa? Mẹ thì bảo thôi con không lấy, à con nhỉ, thôi con lấy chồng đi luôn cũng được, không sao đâu. Imma kekkon shite mo ii in だってですね。お母さんが言ってた。言ってお母さんが言ってたですね。はい。Đấy, chị lấy chồng rồi thì em ở với ai? Đấy, bố bảo thế, mẹ bảo thế rồi đúng không? Thế bây giờ thằng đứa em gái bảo là chị bây giờ lấy chồng rồi thì em biết ở với ai bây giờ? Nó như nào? お姉さんは結婚したら私は誰と寝るかなって、妹が言ってた。そうですね。Em gái nói, chị bây giờ lấy chồng rồi thì em biết ở với ai? Thằng em trai gì nhỉ? Chị lấy chồng rồi thì chị cho em cái xe máy nhá. Thì sẽ nói là, mô onee san kekkon shita ra watashi no bike wo kurette. Ndatte. Hay là, kureyo tte. Kureyo tte. Ototo ga itte ta. So. Vậy ví dụ thế nhá. Đi cả nữa. Ok. Các bạn có hiểu bài học ngày hôm nay không nhỉ? Cũng không khó đúng không? Nhưng mà cái mẫu câu này là rất là thực dụng. Và trong văn nói thì sử dụng rất là nhiều. Nhắc lại lời nói của một ai đó đúng không? Thì chúng ta sử dụng nhiều đúng không? Hay. Bye bye.